Nhưng mà điều quan trọng hơn, hãy muốn nhắc các bạn là đối với tất cả dòng xe của MGZS đều được trang bị hệ thống Cruise Control. Hello các bạn, lại đến với kênh của Hải. Đối với các dòng xe SUV cỡ nhỏ đang làm mưa làm gió trên phân khúc thì thị trường chúng ta có 4 mẫu. Đó có nghĩa là Kia Seltos, Hyundai Kona và EcoSport. Và hôm nay Hải còn đem đến cho các bạn một chiếc, đó là MGZS. Và Hải lại so sánh về các tính năng của MGZS với Kia Seltos. Và sau đây các bạn đi vào chi tiết với Hải. Về phần đầu xe thì các bạn có thấy, đối với Kia Seltos phiên bản Premium thì được trang bị hệ thống đèn LED, nhưng hai phiên bản còn lại đó là đèn Halogen Projector. Khác với Kia Seltos thì đối với tất cả các phiên bản của MGZS đều được trang bị hệ thống đèn Full LED. Và tiếp theo đó là cái khối động cơ. Thì khối động cơ của MGZS trang bị động cơ khoảng 112 mã lực, nó hơi yếu so với Kia Seltos, đó là 138 mã lực. Và các bạn cùng đi vào sâu chi tiết với Hải. Về phần bánh mâm thì hai xe được trang bị hệ mâm là 17 inch. Thì các nang mâm nhìn nó rất là sport và thể thao. Nhưng điều đặc biệt ở đây là cái phần mâm này là đối với phiên bản MGZS được trang bị cái hệ thống cảm biến áp suất lốp mà Kia Seltos phiên bản cao không có. Cái điều này là cái điều quan trọng, rất là cần thiết cho cái tính năng an toàn. Về phần gương, các bạn thấy là vẫn có tích hợp đèn xi nhan báo rẽ trên đây. Đối với hai dòng xe cũng có chế độ chỉnh gương và gập gương tự động. Phần hông xe thì đối với tay cầm vẫn được mạ rơm đối với hai phiên bản. Nhưng điều đặc biệt là cái phần chiều cao của thằng Kia Seltos nó sẽ cao hơn MGZS một chút xíu. Và vì thế mà cái khoảng sáng gầm của thằng Kia Seltos là khoảng 190, còn MGZS là khoảng 170. Và sau đây các bạn đi vào phần sau. Về phần đuôi xe thì đối với hai phiên bản thì MGZS đối với và Kia Seltos thì đều được trang bị hệ thống đèn LED phía sau hết. Và có ở đây có một cái trang bị camera gear. Và điều đặc biệt nó nằm ở trong khoang nội thất của xe. Và Hải sẽ dẫn các bạn đi sâu vào trong đây hơn. Về khoang nội thất của xe, đối với Kia Seltos phiên bản Premium thì được trang bị hệ thống cửa sổ trời. Nhưng đối với phiên bản MGZS, phiên bản Luxury thì đó là cửa sổ trời toàn cảnh. Cái đó là điều rất hiếm đối với các dòng xe ở phân khúc SUV cỡ nhỏ. Và tiếp theo đây là cái màn hình này, màn hình 10.25 inch đối với phiên bản Kia Seltos Premium. Nhưng các phiên bản thấp thì được trang bị màn hình khoảng 8 inch thôi. Còn tất cả các phiên bản của MGZS đều được trang bị phiên bản 10.1 inch. Còn hệ thống loa thì đối với hai xe, hai dòng xe phân khúc ngang nhau thì được trang bị hệ thống đều là 6 loa. Và điều đặc biệt đối với phiên bản Seltos Premium này thì có trang bị hệ thống dàn lạnh tự động. Còn MGZS bên mình thì không có. Ngoài ra trên vô lăng này cũng có tích hợp một số tính năng như Cruise Control đối với phiên bản Seltos Premium. Nhưng hai phiên bản thấp hơn của Seltos thì lại không được trang bị này. Nhưng mà điều quan trọng hơn, hãy muốn nhắc các bạn là đối với tất cả dòng xe của MGZS đều được trang bị hệ thống Cruise Control. Đối với phiên bản này thì tiếp theo đó thì xe được trang bị thêm một cái Seltos được trang bị cái chế độ lái là Eco, Normal và Sport. Còn ZS bên mình thì được trang bị ba chế độ lái là thông thường, đô thị và sport. Và điều đáng tiếc hơn Hải không thích ở phiên bản này có nghĩa là nó không có cái chế độ lọc không khí, lọc bụi PM2.5, nhưng đối với phiên bản ZS lại có. Ngoài ra hai xe đều được trang bị tương tự nhau về các option như là khởi hành ngang dốc, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống Cruise Control. Và điều đặc biệt là cái phiên bản Seltos Premium này là vẫn là phanh tay cơ thay vì phanh tay điện tử đối với phiên bản MGZS. Và tiếp theo đây Hải đang ngồi trong khoang nội thất của MGZS. Thì đối với phiên bản Complete này á thì nó được trang bị ghế chỉnh cơ. Phiên bản của Seltos Premium thì là ghế chỉnh điện. Đặc biệt là đối với phiên bản MGZS thì được trang bị các tính năng như là hỗ trợ đổ đèo, phanh khẩn cấp,
kiểm soát góc cua, và điều đặc biệt hơn là nó có chức năng làm khô phanh đĩa. Cái điều này khi mà mình đi đường mưa ướt rồi trơn trượt thì cái chức năng này rất là quan trọng và an toàn đối với mình. Vừa rồi Hải vừa chia sẻ với các bạn chiếc MG ZS phiên bản Complete và chiếc Kia Seltos phiên bản Premium. Giá tiền là 569 triệu, các bạn có thể sở hữu các tính năng như là đèn full LED, hệ thống cảm biến áp suất lốp, phanh tay điện tử, màn hình 10.1 inch. Kèm theo đó là hệ thống kiểm soát góc cua. Với mức giá chênh lệch với Kia Seltos là 160 triệu. Đối với phiên bản Premium thì các bạn sở hữu các tính năng tương tự như vậy. Vậy theo các bạn nên chọn phiên bản nào của MG và Kia Seltos thì các bạn hãy bình luận bên dưới để Hải và các bạn cùng nhau chia sẻ nhé.